Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta mong chọn được những thực phẩm tốt cho sức khỏe để sử dụng, nhưng liệu chúng có thực sự hiệu quả nếu ăn vào thời điểm bất kỳ trong ngày? Vì vậy, hãy lưu ý thông tin về những thời điểm ăn phù hợp với từng loại thực phẩm để không gây hại cho sức khỏe. Thông tin được tham khảo trên trang báo điện tử vov.vn. Thời điểm thích hợp để ăn chuối. Mặc dù chuối có vẻ là lựa chọn tốt để bắt đầu ngày mới, nhưng nếu bạn ăn khi bụng vẫn còn đói, chuối có thể làm bạn giảm một phần năng lượng. Ban đầu, bạn có thể sẽ cảm thấy dồi dào năng lượng nhờ lượng đường cao có trong chuối, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau, bạn sẽ thấy mệt và đói lả. Bên cạnh đó, chuối gây tiêu chảy cấp đối với những người mắc hội chứng ruột kích thích. Nếu bạn muốn bổ sung chuối vào bữa sáng của mình, hãy dùng những thực phẩm khác trước. Đặc biệt, khuyến khích đồ ăn chứa lượng chất béo lành mạnh từ thực vật như bơ lạc. Thời điểm thích hợp để uống cà phê. Đối với nhiều người, cà phê là điều không thể thiếu để bắt đầu một ngày mới năng suất và hiệu quả. Nhưng nếu bạn uống cà phê trước khi ăn sáng, việc làm này gần như là vô dụng. Những giờ đầu tiên trước khi thức dậy, cơ thể bạn bắt đầu sản sinh ra cortisol và việc duy trì quá trình này diễn ra liên tục là rất quan trọng. Vì vậy, tốt nhất là chờ một vài giờ rồi mới thưởng thức tách cà phê sáng của mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng cà phê không được khuyến khích dùng vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ và mệt mỏi cho bạn. Thời điểm thích hợp để ăn cơm. Cơm là một phần không thể thiếu trong bữa ăn của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Trong cơm có một lượng đường phức cần một lượng thời gian lớn để tiêu hóa. Điều này có lợi cho chúng ta vì lượng đường này cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể. Nhưng cũng vì thế mà ăn nhiều cơm vào buổi tối có thể làm chúng ta tăng cân béo phì. Bữa trưa là khoảng thời gian hoàn hảo để bổ sung thêm cơm vào bữa ăn của bạn. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn vào buổi trưa và cơm sẽ dễ tiêu hóa hơn. Bên cạnh đó, lượng đường bột trong cơm cung cấp thêm năng lượng cho bạn tiếp tục chiến đấu với phần công việc buổi chiều. Đường. Bạn được khuyến khích hạn chế những loại đường hóa học để có một chế độ ăn khỏe mạnh, nhưng đôi khi chúng ta khó mà chống lại được sự cám dỗ của đồ ngọt. Một sai lầm cơ bản là chúng ta thường coi bánh kẹo là loại đồ ăn vặt thường xuyên. Điều này khiến lượng đường tăng cao, gây ra những biến đổi bất thường trong cơ thể, khiến bạn mệt mỏi và lo lắng. Nếu bạn không thể kháng cự sự hấp dẫn của đồ ngọt, hãy ăn một vài bánh kẹo tráng miệng ngay sau bữa chính. Theo cách này, lượng đường trong máu sẽ không tăng quá mạnh và nhanh. Sữa. Nhiều người thường bắt đầu ngày mới bằng cách uống sữa, nhưng điều này hoàn toàn không có lợi đối với người lớn. Sữa khó tiêu hóa nên việc uống sữa hoặc kết hợp cùng với các loại thực phẩm khác vào buổi sáng có thể gây ợ nóng và đau bụng. Buổi tối là thời điểm thích hợp để thưởng thức một ly sữa nóng. Điều này giúp cơ thể được thư giãn và giúp bạn ngủ ngon hơn. Các loại thịt. Thịt bổ sung nhiều protein và vitamin B cho cơ thể nhưng lại hơi quá tải đối với hệ tiêu hóa. Vì vậy, người ta thường tránh ăn nhiều thịt bò ngay trước khi đi ngủ. Ưu tiên thịt nạc và ăn trước giờ đi ngủ ít nhất 3 tiếng là một lựa chọn tốt cho sức khỏe của bạn. Thịt nạc cho bạn cảm giác no hơn và không cung cấp quá nhiều calo làm tăng cân. Các loại hạt. Các loại hạt là nguồn cung cấp lý tưởng các chất béo tốt và calo, nhưng đừng ăn chúng trước khi đi ngủ. Ăn hạt vào buổi sáng hoặc các bữa ăn phụ khác không chỉ không gây hại mà còn mang lại nhiều lợi ích, tăng cường sức khỏe tim mạch, ổn định mức cholesterol, giúp giảm cân và tăng vẻ đẹp cho da và tóc. Táo. Lượng chất xơ và các axit tự nhiên dồi dào có trong táo, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Điều đó chỉ đúng nếu bạn ăn táo vào thời điểm thích hợp. Không nên ăn táo trước khi đi ngủ để tránh cảm giác khó chịu gây ra bởi axit. Ăn táo ban đêm cũng có thể gây hình thành nhiều hơi quá mức và một số vấn đề liên quan đến nhu động ruột. Bạn nên ăn táo vào buổi sáng để khởi động cho ruột sau giấc ngủ. Điều này đặc biệt có lợi nếu tối trước đó bạn ăn tối muộn hoặc tiêu thụ những thực phẩm không lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những ảnh hưởng của chiều cao tới sức khỏe con người. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.